lửa trong sạch, đừng có làm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính chuyên đại đức Minh Hạnh đến từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hoàng phật tử chúng con, và với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, dạ con xin được thay mặt đại chúng trong room kính cung thiền đại đức Tuệ Nhẫn kể lại bài kinh pháp cú số 167 mà đạo tràng học ngày hôm qua. Dạ, kính cung thiền đại đức Tuệ Nhẫn, đến đại đức có chiếc máy alo, biết bà kính đăng thiền đại đức. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh cùng Đại Đức Tuệ Đức. Con xin được phép ngâm câu kệ số 167. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tâm tục trần. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lại ân bảo, ân Đức Phật, ân Đức Tăng. Con lại thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh pháp cú câu số 167. Hy năng tham măng na se quay giá ba ma đề na na sang quá se mít cha đi thình na se quay giá na si già lồ ca quát tha nô, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần, là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu.
chạy theo phóng dật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Hỷ na tham măng. Hỷ năng tham măng na se quay giá. Pa ma đề na na sang qua se. Ni cha đi tinh na se quay giá. Na si ya lo ka wat ta no. Hỷ năng tham măng na se quay giá. Pa ma đề na na sang qua se. Ni cha đi tinh na se quay giá. Na si ya lo ka wat ta no. Hỷ năng tham măng na se quay giá. Pa ma đề na na sang qua se. Mi cha đi tinh na se quay giá. Na si ya lo ka wat ta no. Dạ con xin hết. Kính mời cô tuệ duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lần thay, kính nhà trang đại đức. Nam mô Bích Thái Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thì duyên xin kệ kinh Pháp Cú số 167. Dạ, cảm ơn huynh. Hi năng tham năng na se quay ya ba ma de na na sang qua se vic cha đích thinh na se quay ya na hi si na si ya lo ca wat tha no. Hi năng tham măng na se quay ya ba ma đề na na sang qua se mịch cha địch thinh na se quay ya na si ya lu ca hoạt tha no. Hi năng thần na se quay giá ba ma đề sang quá se mi cha đích thình na se quay giá na si ya lô ca quát tha nô. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hai chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thầy duyên đã kể xong, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Lạc Lê. Dạ, kính mời chị ạ. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thá Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ con xin đọc và kệ có Pháp Cú số 167. Khi năng thầm măng na se quay na na quá xề mít chà đít thình na xề quay giá na xí già lồ cá quát tha nồ. Dạ chớ theo pháp và hạ liệt, chớ sống mặt buông lung,
chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng trục trần. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng dật, chớ nên đua đòi tham vọng, thấp hàng hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần. Dạ, đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Hi măng thăm măng na se quay ya ba ma de na na sam wa se mi cha di thân na se quay ya na si ya lo ca quan tha no hi năng thăm măng na se quay ya ba nam đề nang na sam wa se mi cha di than na se quay yang na si ya lo ca quang tha no. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng trục trần. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, chạy theo phóng chớ nên đua đòi tham vọng, thấp hằng hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn hữu dục và hữu vi dục trần. Dạ, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con mới mời chị Rằng Đông ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính để thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 167. Dạ, kính cảm ơn chị. Hi năng thầm măng đá xê quầy giá, ba mà đề ná ná sằng quá xê, mít cha đức thình ná xê quầy giá, ná xí gia lồ cá quá thá nồ. Hi năng thầm măng ná xê quầy giá, ba mà đề ná ná sằng quá xê, mít cha đức thình ná xê quầy giá, ná xí gia lồ cá quá thá nồ. Hi năng thầm măng ná xê quầy giá, bá ma đề ná ná sàng xê, mít trà đức thình ná xê quầy giá, ná xí gia lô cá quá thá nô. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hi năng thầm măng ná xê quầy giá, bá ma đề ná ná sằng quá xê, mít cha đức thình ná xê quầy giá, ná xí gia lồ cá đá, cá thá, cá quá thá nồ. Chạy theo phóng dật chớ nên, đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn hữu di dục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sister Tina. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 167. Hi năng tham măng na se quay ya ba ba ma de na na sang wa se mit cha di thing na se way ya na si ya lo ka wa tha nu. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hi năng tham măng na se way ya pa ma de na na sang wa se min cha din tin na se way ya na si ya lo ka wan tha no. Chạy theo phỏng dật trở nên, đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si,
quý gì nuôi lưỡng hữu vi dục trần của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, thư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sích Đi Na. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Phúc Cú số 167. Hy năng tham măng ná xê xây quay giá phá na đê ná ná xâm quá xê nít cha đít thuyền ná xê quay giá ná xí gia lô cá quá quá thá nô. Hy năng tham măng ná xê quay giá phá ma đê ná ná xâm quá xê mít cha đít thiên ná xê giá ná xí gia lô cá quát thá nô. Hí năng thăm măng ná xê xê quay giá phá ma đề ná ná xăm quá xê mít cha đít thiên ná xê quay giá ná xí gia lô cá quát thá nô. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt uông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chạy theo phóng vật, chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn quy dục trần. Bản thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cộng dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sĩ Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Thâm Mai Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Nhẫn, Đại Đức Tệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tự Duyên. Cô tu nữ Như Pháp kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Anh Lâm cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 160. Thì năng tâm măng nà xê quay giá ba ma đê na mà sâm hoa xê nhị cha đi kinh nà xê quay giá na si gia lô cà quạt tha nô. Thì năng tâm măng nà xê quay giá ba ma đê na nà sâm hoa xê nị cha đi kinh na se quay giá na si gia lô cà quạt tha nô. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lông, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi. Tin đâu tà kiến ngu si, quý vị nuôi lớn cũng di dục trần. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con xin cảm ơn Vinh Quách Thanh Na đã bớt bài ạ. Dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thu lành thầy Xích Đa Chân Đạo. Dạ không biết pháp nguồn Lào Cai có kể không? Alo, pháp nguồn Lào Cai có kể không thì giơ tay, giơ tay nhá. Ok, mời pháp nguồn Lào Cai. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tôn nữ, con kính đạo tràng. Con xin được kệ bài 1. Hì nắng thăm măng
Na se say ya ba ma de na na sang wa se mik cha di tim na se way ya na si ya ko la wan tha no hi nang tham mang na se say ya ba ma de na na sam wa se Mitcha dithim na se vay ya na si ya lo ka vat tha no. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng dục trần, chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chạy theo phóng dật chớ nên, đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi, tin đâu tà kiến ngu si, quý gì nuôi lớn, hữu vi dục trần. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kệ và đọc xong ạ. Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ. Thưa sa thưa lành thầy. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con được sự kể kinh pháp cú số 167. Cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Hi nang tham mang na se vaya ba ma de na na sang wa se Mitcha dithim na se vaya na siya loka vatthano hinang thammang na se vaya pamadena na sangvase Mitcha dithim na se vaya na siya loka vatthano chớ theo pháp hà liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch ngài Minh Châu. Chạy theo phóng dật chớ nên, đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi. Tin đâu tà cu si quý gì nuôi lớn, hữu vi dục trần. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam mô Phật Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta học bài mới ngày hôm nay 167 do đại đức Tuệ Nhấn thuyết giảng từ vựng ý kiến và nhân sự. Nam mô Phật Tha Dạ, con xin được thỉnh pháp sư. Pamacaloka thipati sahampati katanjari antivarang Aya jata santita satta paraya khachati kathe setu thammang anukampi mang pachang. Phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, vật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm mượn lọc gã ngài rời chân sang, thuyết pháp đồ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Dạ Nam mô Phật Tha Ya, thay mặt đại chúng trong room con xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Nhấn.
thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 168, từ vựng ý nghĩa và duyên sự đến ba Phật tử chúng con. Nam mô Phật Tha Dạ. Dạ, con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhân ạ. Dạ, Nam mô Phật Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Ngày nào cũng trôi đi mà không có gì quay trở lại được nữa cả. Và ngày này qua ngày khác, những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, các pháp đang hiện thực ở đây, nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về những cái thực này. Và chúng ta chạy theo những câu chuyện, và chúng ta bỏ quên sự thật của cuộc sống. Sự thật thì các pháp rất ngắn ngủi. Các pháp chỉ một khoảnh khắc của cái thấy. Thấy đối tượng thị giác đã diệt đi rồi. Đó là bản chất của sự vô thường. Không có một ai trong bất cứ một cái thấy nào cả. Và cái thấy cũng không có một ai tạo ra chúng. Chúng chỉ tương hợp khi mà đối tượng thị giác in dấu vào và rồi chúng diệt đi. Đối tượng thị giác thì luôn luôn mới. Đối tượng thị giác của ngày hôm qua không phải đối tượng thị giác của ngày hôm nay. Và đối tượng thị giác của ngày hôm nay cũng không phải là đối tượng thị giác của ngày mai. Cái nghe của ngày qua cũng không phải là nghe của ngày hôm nay. Cái nghe ngày hôm nay cũng không phải là cái nghe của ngày mai. Âm thanh của ngày hôm nay cũng đã trôi đi. Âm thanh của ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn diệt đi. Và âm thanh của ngày mai chúng sanh khởi tùy thuộc vào duyên. Ngày mai có người nghe được, có người không nghe. Tất cả các pháp sanh khởi đều tùy thuộc vào các duyên riêng của chúng và rồi diệt đi hoàn. Và cuộc sống thật là ngắn ngủi, chỉ là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi suy nghĩ. Không có ai trong cảm thọ, không có ai trong suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có ai trong tưởng, không có ai trong hành, không có ai trong thức. Ngày nào thì các pháp cũng đang hiện khởi, nó đã có sẵn ở đó rồi, nhưng không có sự hiểu biết về chúng. Và rồi cứ thế trôi đi, đã rất là vô lượng kiếp rồi, may mắn thay Đức Thế Tôn đã ra đời. Và Ngài đã nói cho chúng ta biết cái con đường để thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này. Mà chúng ta đã mê đắm vô lượng kiếp và chìm đắm trong ảo ảnh của những cái sắc màu và tưởng lầm những cái sắc màu là đàn ông, đàn bà, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng tất cả những gì chúng ta thấy được, cái đó đều là vô tri, vô giác của tứ đại này hay tứ đại khác. Cái gì chúng ta nghe được cũng chỉ là cái sắc pháp vô tri, theo một duyên riêng khác của tứ đại này, của tứ đại khác. Tất cả những cái gì ngửi nếm cũng chỉ là những cái tứ đại của những cái tứ đại này hay tứ đại khác. Và chúng cũng đều vô tri vô giác. Chúng không phải là ai cả. Và chúng chính là pháp trong đời sống hàng ngày, luôn luôn hiện khởi. Nhưng mà chúng ta quên về chúng. Thánh Đế có ở trong kinh điển. Kinh điển là những lời dạy mà chúng ta xuyên qua đó phải hướng chánh, hướng pháp về trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cả một ngày dài và vô lượng những cái cứng mềm nó chạm vào thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có để ý về chúng. Là thực sự chúng chỉ là cái cứng, cái mềm. Rồi vô lượng hết âm thanh này đến cái âm thanh khác in dấu vào tai. Và chúng ta luôn luôn quên về đây chỉ là những âm thanh rất đơn điệu, không phải là một cái gì đó. Nó chỉ là một pháp hữu vi, do duyên sanh khởi và rồi hoại diệt.
Và hàng ngày cứ thế dầu chúng ta có học kinh, nhưng rồi chúng ta cứ chìm hết kiếp này đến kiếp sau và cứ nghĩ về tôi sẽ tạo cái này, tôi tạo cái kia trong kiếp sau. Tôi sẽ thực hành thiền, tôi sẽ cố làm cái điều này, cố làm cái điều kia. Tất cả những cái đó đều mang bản chất của tà kiến. Cái thực sự đang xuất hiện, nói cho chúng ta biết là cái cần phải hiểu biết, chứ không phải bạn làm một cái gì đó. Bởi vì các pháp khi đã sanh khởi thì chúng đã hội tụ các duyên của chúng ở đó rồi. Và hiểu biết hay không hiểu biết thì chúng cũng diệt đi. Vậy thì chỉ cần một khoảnh khắc chúng ta hiểu đúng về pháp thôi, thì còn hơn vô lượng những cái điều mà chúng ta làm, những cái phước lành mà chúng ta chấp thủ chúng cho đời sau và không hiểu được chúng chỉ là các pháp, là vô thường. Chúng ta có tạo ra bao nhiêu thiện pháp nữa thì các pháp cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Cũng chỉ để ngửi, để thấy, để nếm, để nghe, để xúc chạm. Và tất cả những cái gì chúng ta mê đắm trên cuộc đời này chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh và bất tịnh của những cái thân người trôi dạt do vô minh và tham ái chấp thủ. Và những cái thân xác đó chúng hoàn toàn là vô tri vô giác, cả một đời chúng không biết gì cả, và chúng được nhồi nhét bởi những xác chết, bởi những tử thi ngổn ngang giữa cuộc đời này mà thôi. Hãy thắp lên ngọn đuốc tuệ để nhìn rõ thấy bản chất của các pháp mà Đức Phật dạy ngay trong đời sống này. Không có ai cả, chỉ có các yếu tố, các tính chất của danh và của sắc, chỉ có cái kinh nghiệm và cái được kinh nghiệm. Cái được kinh nghiệm là vô tri vô giác và cái kinh nghiệm chúng mà thôi. Và cái kinh nghiệm thì mỗi cái sự kinh nghiệm đều khác nhau. Như vậy, không có một ai, một con người nào cả, mà chỉ có các pháp đang vận hành theo các duyên riêng của chúng. Do vậy, cái bài pháp ngày hôm nay chúng ta cần phải hiểu. Và đây chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ cái gì đã qua rồi không thể quay lại được nữa. Nỗi buồn cũng đã qua. Đã bao nhiêu nỗi buồn cũng đã qua rồi. Đã bao nhiêu niềm vui cũng đã qua rồi. Tất cả chỉ để lãng quên. Tất cả chỉ để bỏ đi. Chỉ có cái sát la hiện tại. Khi mà chúng ta hiểu được chúng, thì đó mới là cái mục đích tối thượng. Mặc dầu cuộc sống chỉ là những thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nhưng mà không dễ gì có được trí tuệ để hiểu chúng như chúng đang là. Do vậy, người con của Đức Phật chớ có đi xa những cái này. Nếu các bạn đi xa những cái này là các bạn đi lọt vào tà đạo, lọt vào tưởng và lọt vào tà kiến. Nếu như chúng ta hiểu được chúng thì chúng ta sẽ thấy được rằng không còn gì để mà bám chấp. Vì không có gì để chấp thủ được chúng cả. Chúng rất vô thường. Arahang Samma Sambuddho Vichana Arahang Samma Sambuddho Anosuro Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương Đức Phật Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý
cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chúng con xin nghiêm tịnh thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, như Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạo Vị Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là sớm thành tựu phước lành chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống này và chấm dứt sanh tử luân hồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 168, bài Kinh Pháp Cú về Phẩm Thế Gian. Tôi xin đọc một lần là Út Tiếp Thê Nappa Mache Yá Tham Măng Su Chá Rí Tăng Chá Rê Tham Má Chá Rí Su Khăn Sê Tít Asminoke Paramhicha. Nên tự mình sắp tấn, không thể buông lung, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và sau. Như vậy thì cái người thực hành pháp là thực hành như thế nào? Và chỗ này thực hành pháp, chúng ta phải hiểu thực hành như thế nào. Vậy trước tiên muốn thực hành pháp thì chúng ta phải biết là cái pháp học. Tức là chúng ta phải lắng nghe cái diệu pháp cho nó nhuần nhuyễn. Suy tư cho nó nhuần nhuyễn và thấu hiểu được. Cái pháp học ở đây không phải là chúng ta học cả một cái tam tạng kinh điển, mà chúng ta phải học cái pháp nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Đời sống hàng ngày cái gì là pháp? Vì pháp là gì? Pháp phải là cái gì là thực. Như vậy cái gì là thực trong đời sống hàng ngày? Cái thấy đang là thực, cái nghe đang là thực, cái ngửi đang là thực, cái nếm đang là thực, cái xúc chạm đang là thực. Đối tượng thị giác đang là thực, âm thanh, màu, mùi, vị đang là thực. Xúc đang là thực, tưởng đang là thực, cảm thọ đang là thực. Thì đây chính là cái học hỏi đúng. Và thực hành như thế nào? Thực hành ở đây không phải là chúng ta ngồi ở một nơi chốn nào đó rồi tâm tư của chúng ta cố tình làm một cái điều gì đó. Thực hành ở đây tức là tùy thuận những cái pháp này sanh lên và chúng ta phát triển cái sự lắng nghe, hiểu biết, chánh niệm về chúng từng chút một để thấy rõ được bản chất của các pháp này do duyên sanh là vô thường, khổ và vô ngã. Còn cái pháp thành là cái gì? Không là cái gì cả. Pháp thành chỉ là cái trí tuệ nó lớn mạnh và nó xuyên thấu vào cái bản chất để thấy ra cái một trong tam tướng là vô thường của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Nếu cái thấy không vô thường thì không thể có suy nghĩ được. Và cái suy nghĩ không vô thường thì không thể, cái thấy không vô thường thì cũng không thể có cái nghe được. Như vậy khi nào có cái nghe thì sẽ có cái thấy. Vậy thì cái thấy với cái nghe nó không thể sanh cùng một khoảnh khắc được. Do vậy chúng ta cần phải tỉnh giác để thấy rằng khi có cái nghe thì chỉ có một thế giới của cái nghe ở đó và không có một ai, không có thế giới của thấy, của ngửi đếm hay của suy nghĩ ở đó được.
Như vậy thì đời sống này rất là ngắn ngủi. Chúng chỉ hiện khởi một khoảnh khắc và rồi biến mất hoàn toàn, không bao giờ sanh khởi trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì cái mà chúng ta đã tham chấp bám víu do vô minh, do tà kiến, đã bám chấp vào những cái đã vô thường, và cho đó là đàn ông, đàn bà là thường còn. Đó là một loại tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy tà kiến và vô minh, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó không có ở xa chúng ta, và nó ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm đủ xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và nếu như chúng ta không hiểu được vô minh sau những cái thứ này, thì làm sao mà có minh sanh khởi được. Như vậy thì chúng ta thấy được vô minh nó bao phủ cả cái thế giới này. Cái sức mạnh của chúng thật là kinh khủng, không dễ gì mà chúng ta có thể xuyên thủng được bản chất của nó. Vậy thì chúng ta làm thế nào để thoát trừ vô minh? Không có con đường nào khác, chính là chúng ta nghe nhiều pháp và phát triển hiểu biết khi về những thực tại này trong đời sống hàng ngày mà thôi. Chúng ta có làm bất cứ cái gì đi chăng nữa thì chỉ làm dày thêm vô minh và tà kiến, mà chúng ta chỉ lắng nghe nhẹ nhàng và chúng ta thư giãn và chánh niệm một cách thoải mái khi các pháp sanh khởi. Được chút nào thì hay chút đó. Đó là cái sự duy nhất, một con đường. Và đến một ngày nào đó thì sự tích lũy đã đủ đầy. Theo cái con đường chánh đạo này thì chính là cái pháp này nó dẫn ra khỏi sanh tử luân hồi. Chứ không thể ai có một cái gì đó, một cái phương pháp nào đó để có thể mà thực hành để giác ngộ ngay trong kiếp sống này, hay là để cho kiếp sống khác. Điều đó là không thể xảy ra, vì các pháp không theo quyết định của bất cứ một ai cả. Như vậy các pháp, trí tuệ nó sanh khởi do duyên, cái thấy cũng sanh khởi do duyên, cái nghe cũng sanh khởi do duyên, cái ngửi cũng sanh khởi do duyên, cảm thọ cũng sanh khởi do duyên. Như vậy thì chúng ta phải nắm vững được cái duyên để mà chúng ta tích lũy cái con đường bát chánh này để ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta, tại sao chúng ta ngồi bao nhiêu năm trời chúng ta ngồi thiền mà chúng ta lại không hiểu pháp là gì? Do pháp học của chúng ta không đủ vững mạnh, niềm tin về khoảnh khắc này, do đó mà trí tuệ và chánh niệm không có sanh khởi. Và chúng ta cũng vẫn cứ làm theo, vẫn cứ ngồi và vẫn cứ thực hành theo một pháp môn, một phương pháp nào đó. Nhưng mà tại thì luôn luôn đến và đi, sinh và diệt. Vậy thì chúng ta đã bỏ mất chúng, và chúng ta đã hướng tâm của mình vào một cái khái niệm mơ hồ, và đã không thực thấy, thực biết những cái pháp nó đang hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Sự thật thì ở rất gần chúng ta, nhưng mà chúng ta không đủ trí tuệ để tiệm cận vào chúng. Nên là đã có các ngài đầy đủ trí tuệ lên, các ngài chỉ cần nghe một câu là đã chứng được đạo lộ rồi. Như vậy thì chúng ta biết là hôm nay mà chúng ta không hiểu về những cái thực tại từng chút một ngay bây giờ thì làm gì kiếp sau mà chúng ta có thể hiểu được chúng? Không thể. Ngôn từ thì không giải quyết được phiền não và vô minh. Nhưng mà khi trí tuệ hiểu được thực tại thì giới sẽ được tăng thượng, định sẽ được tăng thượng và tuệ sẽ được tăng thượng.
Và cái đó thì không bao giờ mất đi trong vòng sanh tử luân hồi cả. Vì sao vậy? Vì chúng đã được tích lũy trong thực pháp rồi. Nếu mà không có sự tích lũy thì Bồ Tát không thể chứng giác ngộ được. Do đó mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Bởi vì ý niệm về ngã luôn luôn chúng có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Nếu như mà chúng ta không phát triển về cái con đường thực tại này thì chúng ta sẽ không thể nào hủy diệt được ý niệm về ngã. Mà ý niệm về ngã là thứ độc dược nhất mà cái con đường đầu tiên chánh chi kiến cần phải phá hủy chúng thì mới đạt được cái sự giác ngộ niết bàn. Như vậy trong cái câu này là lên tự mình sát tấn, không thể buông lung, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Thực hành pháp một cách tốt đẹp ở đây là gì? Là phát triển được chánh niệm hiểu biết về các cái thực tại sức đổi mà là bình thường như cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày thôi. Có ai hiểu được cái thấy bây giờ không? Có ai hiểu được cái thấy bây giờ đã vô ngã không? Hay là cái đối tượng được thấy thì chúng ta vẫn thấy là con người này người kia thì lấy đâu mà đã hiểu được cái thấy, phải không? Vậy thì chúng ta thấy không? Rõ ràng là chúng ta có một cái lỗ hổng rất là lớn. Và cái điều này nhắc đi nhắc lại thì chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán, phải không? Rất là nhàm chán. Nhưng mà khi chúng ta có trí thì chúng ta hoàn toàn không nhàm chán gì hết. Bởi vì chúng ta biết chỉ có con đường này mới là giác ngộ, còn tất cả những thứ khác chỉ là lời nói ngọt ngào, chỉ là khái niệm, chỉ là mộng tưởng. Cái từ Uttithe là hãy sắp tấn, là hãy nhắc nhở tâm mình tinh cần. Từ Uttithe, từ Út cộng Uttithe là động từ, ở đây là lên tự sắp tấn hay là lên nỗ lực. Nỗ lực lên. Tiếp đầu ngữ út là lên. Căn của nó là căn tha, là đứng. Từ nắp phá mách chơi giá là không thể buông lung. Không thể buông lung. Không thể buông lung đồng nghĩa với này chánh niệm tỉnh giác. Và chúng ta biết là khi nào mà chúng ta càng chánh niệm tỉnh giác được nhiều thì suy nghĩ của chúng ta rất là ít. Dục tầm, sân tầm, hại tầm của chúng ta rất là ít. Và chúng ta cảm thấy rõ được cái sự an lạc, cái sự giải thoát, cái sự thanh thao. Và khi mà chúng ta hiểu được thực tại thì cái giới hạnh của chúng ta nó tự động. Nó được gìn giữ một cách hết sức là tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không có được cái trí tuệ này, chúng ta chẳng thể nào gìn giữ được giới hạnh. Nói cho quý vị một điều. Tiếp theo nữa là Pamacchaya là buông lung. Buông lung biến nhát. Buông lung biến nhát. Phóng dật. Tiếp đồng ngữ phá là chịu sự nhấn mạnh, chỉ sự nhấn mạnh, và căn mát là bị say mê. Thâm má thì chúng ta biết là thâm má là pháp. Như vậy thâm má nó có rất là nhiều nghĩa. Như vậy phải hiểu pháp là gì. Pháp là những cái gì là thực hiện. Vậy cái gì là thực? Vậy nếu mà chúng ta có con mắt pháp vậy thì cái gì nó cũng là thực hết. Cái gì nó cũng là thực hết. Hàng ngày chúng ta chỉ chơi những cái trò chơi với những cái món tứ đại này hay tứ đại khác, cái cứng mềm này hay tứ cứng mềm khác, để chúng ta tham sân si, rồi chúng ta chê trách, rồi chúng ta
gây lộn và chúng ta tức tối ở đó, mà cái là thực của nó chỉ là những cái tứ đại nhỏ to bé lớn, cứng mềm lóng lạnh. Chúng ta có cảm thấy mình quá đỗi là đáng thương không? Đáng thương, rất đáng thương. Chúng ta sân hận si mê tham chấp chỉ với những cái tứ đại, nó nhỏ to, nó bé lớn, nó cứng mềm, nó tròn ngắn vuông dài. Chúng ta có cảm thấy đáng thương cho mình không? Nhưng mà quả thật là như vậy, chúng ta rất là đáng thương. Đến nỗi người con của Đức Phật đó, chứ còn ngoài kia thì xin thưa mấy quý vị nè, chúng mù lòa là như vậy đó. Đức Phật dạy ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, đa phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Cái mà chúng ta tha thiết mong cầu, cái mà chúng ta uất ức khóc than ở trên đời này chỉ là những cái món tứ đại này tứ đại khác. Nó mất đi, rồi chúng ta có cho, có ban, có tặng, có cái gì chăng nữa chúng ta cũng chỉ đem mấy cái tứ đại này đổi chác bán buôn. Rồi chúng ta cứ say mê cuồng loạn ở trong đó chứ không có cái gì nữa cả, thưa quý vị. Thật là rỗng không và vô nghĩa. Để pháp, thâm má pháp là gì? Quanh quẩn chúng ta, cái chi cũng là pháp hết. Cứng là pháp, mềm là pháp, nóng là pháp, nặng là pháp. Sân là pháp, tham là pháp, si là pháp, chánh niệm là pháp, trí tuệ cũng chỉ là pháp. Trí tuệ cũng không phải của chúng ta. Không có cái gì là tôi, là của tôi cả. Tất cả chỉ là các pháp. Như vậy nhưng mà pháp, nó có cái quy luật, pháp của mắt là khác, pháp của tai là khác, pháp của mũi là khác, pháp của lưỡi là khác, pháp của thân là khác. Đó chính là pháp trong đời sống hàng ngày. Vậy thâm má xú chá đi. Chá dê là lên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp tức là phải hiểu rõ được từng pháp một khi chúng sanh khởi. Phải thấy rõ, biết rõ sự sanh lên, sự diệt đi. Phải biết rõ được cái con đường chấm dứt. Đó là con đường bát chánh đạo, tức là thực hành pháp một cách tốt đẹp, hay là thực hành tứ niệm xứ cũng được. Thâm má tức là pháp. Pháp là những cái gì là rất là thật hiện giờ. Sucharita là một cái nhóm từ nam tánh, su cộng với charita là được thực hành một cách tốt đẹp. Thực hành ở đây không phải là chúng ta ngồi chú tâm vào một cái đề mục nào đó, mà thực hành ở đây tức là tùy thuận hiểu được cái pháp này khi chúng sanh khởi và chúng diệt đi. Tiếp đồng ngữ xứ là tốt đẹp, khéo léo. Charita là đã được thực hành, đã được thấy rõ, biết rõ. Lên thực hành, lên sống, lên hành động. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Như vậy, người thực hành pháp đúng dự pháp của Đức Phật thì sẽ được an lạc đời này và chấm dứt sanh tử luân hồi ngay đời này. Và nếu còn dư sót thì đời sau sanh ra với nhân duyên đó, lại đi trên con đường chánh pháp đó, sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thâm ma tức là chánh hay là chân lý hay là giáo pháp.
chánh ở đây tức là những lời dạy của Đức Phật, lời dạy chân chánh của Đức Phật. Chân lý ở đây tức là cái sự thật. Vậy chân lý của Pháp là gì? Đó là bốn tứ thánh đế, về nói về khổ, khổ tập, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Giáo Pháp ở đây tức là lời dạy chân chánh từ Đức Phật, từ Bậc Toàn Giác. Như vậy lời dạy chân chánh ở đây không phải là bỏ tham, bỏ sân, mà lời dạy chân chánh ở đây Đức Phật dạy tất cả Pháp. Tham là nó sanh lên nó có hình tướng như thế nào, nó diệt đi như thế nào. Cảm thọ sanh lên thì nó có hình tướng như thế nào, nó diệt như thế nào. Đó. Như vậy thì tu không phải để diệt tham sân si, mà tu đúng là khi thấy rõ được khi tham nó sanh thì nó diệt đi. Bản chất của Pháp Vô Vi này nó sanh lên do duyên gì thì nó diệt đi duyên đó. Còn trí tuệ là thấy rõ chúng diệt, chứ không phải là tôi tu để diệt trừ tham sân si. Không phải, không phải vậy. Còn cái từ Asmin là ít, nó cũng đồng nghĩa với từ Ý Đăng là tính từ lăng tánh. Ở đây chia theo định sắc là trong hay là đời này. Paramhi, Pará là tính từ năm tánh, chia theo định sở cách là trong đời sau. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là lỗ lực, chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này, đời sau, này đời sau. Như vậy chánh hạnh không phải là dễ. Và cái câu kệ số 168 này và 169, bài pháp này Đức Phật thuyết xong thì Đức Phật ngâm lên hai câu kệ. Và cái kệ pháp cú này thì Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại cái thành Kapina Quách Thú và chứ trú tại cái tỉnh xá Nirotha, và đề cập đến Đức Vua Xuất Thô Đa Na. Và tương truyền rằng sau khi thành đạo thì chứng đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác, thì Đức Thế Tôn ngự về cái kinh thành Kapina Quách Thú này cái lần đầu để tế độ quyến thuộc, gia quyến đã tiếp đãi Đức Thế Tôn một cách trọng hậu và cúng dường đến Đức Phật và chư tăng tại cái tịnh xá Nirodha này. Và trong buổi tiếp đón đó thì Ngài thị hiện thần thông và Ngài đi kinh hành trên hư không và thuyết pháp thoại để diệt lòng ngã mạn thái quá của dòng họ Sắc Cát, Sắc Giá. Và các thân quyến của Ngài, ngay cả Đức Vua Xuất Thô Đa Na cũng đảnh lễ Ngài. Thì lúc bấy giờ có một cái trận mưa màu đỏ rơi xuống trong cái buổi trùng phùng đó. Và người nào muốn ước thì ước, và ai không muốn thì sẽ không có giọt mưa nào chạm vào mình. Và rồi gia tộc Sắc Giá mới bàn luận về cái điều kỳ diệu của cái trận mưa đó. Thì Bậc Đạo Sư mới dạy rằng là chẳng phải trong cái kiếp này, này các tỳ kheo, trong quá khứ mưa cũng rơi xuống khi gia tộc Như Lai được đoàn viên. Và Đại Đức Sariputta và Đại Đức Moggallana mới thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng về cái bổn sự này, cái tiền thân. Và Ngài thuyết giảng cái bổn sanh với Santara, thân quyến của Ngài. Khi mà Ngài tiền kiếp trước Ngài, Ngài đã có cái như vậy. Và sau khi nghe xong cái pháp thoại thì hoan hỷ ra về, thì không ai nghĩ đến cái việc thỉnh Ngài cùng chư tăng vào ngày mai. Và ngay cả Đức Vua Xuất Thô Đa Na cũng quên, vì Đức Vua nghĩ rằng con của ta còn phải đến đâu ngoài hoàng cung nữa.
thì thân tộc của ngài cũng cùng chung một ý nghĩ ấy, lên là ra về đức vua, về đến hoàng cung cho người sắp đặt những cái vật thượng vị như là cháo cơm để dâng đến Đức Thế Tôn cùng 20.000 vị chư tăng, thì sửa soạn nơi ngồi cho tăng chúng nơi hoàng cung. Thì vào buổi sáng hôm ấy thì Đức Thế Tôn vẫn mặc y, tay cầm y bát đi vào thành Kapiná để khất thực. Và theo sau ngài thì có 20 tăng chúng. Và Đức Thế Tôn dùng cái Phật tuệ và xét rằng chư Phật quá khứ khi về đến thân tộc thì có đi khất thực ở nhà thân tộc hay chăng, thì hay là đi khất thực theo tuần tự. Thì ngài thấy rằng chư Phật quá khứ cũng khất thực theo tuần tự thứ lớp. Và thế là Đức Thế Tôn đến cái căn nhà đầu tiên và dân thành mới náo động hẳn lên, mới tin rằng Thái tử Siddhartha đã đi ăn xin. Và các cung nữ được tin này liền trình lên Hoàng hậu Yasodhara là mẹ của Thái tử Rahula. Và nàng Yasodhara nghe tin đó thì vội báo lại cho Đức Vua Suddhodana biết. Thì Đức Vua hối hả chạy ra cổng của Hoàng cung và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng là: con ơi, sao vì sao con lại làm cho cha mất mặt như vậy? Con đi khất thực như vậy đã làm tổn hại đến cha vô cùng, thì con không nên làm như thế. Thì chúng ta biết là một vị vua mà con của mình mà đi ăn xin như vậy thì rất đổi là cảm thấy rất đổi là nhục nhã, nhưng mà không biết rằng đây là cái bổn phận của chư Phật, cái hạnh nguyện của chư Phật. Và Đức Vua mới nói là: con hãy ngự trên cái kiệu vàng đi tuần du hoàn thành lưng mới thích hơn, này Thái tử con, sao con làm cha mất mặt như vậy? Thì Đức Thế Tôn mới nói: này Đại Vương, Như Lai không có làm ngài mất mặt đâu. Như Lai đang hành theo phận sự của dòng dõi mình. Tức là bây giờ ngài, tâm của ngài thuộc dòng dõi của Bậc Thánh, dòng dõi của chư Phật, dòng dõi của sự thoát ly, dòng dõi của sự ly tham, dòng dõi của Pháp. Ngài đi vào cái dòng dõi của Pháp Thánh. Ngài không còn nghĩ đây là cha mình, đây là vương quyền của mình nữa. Như lấy như lúc đầu mà sư đã nói cho quý vị biết đó, trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi. Này con, sự đi khất thực sống là dòng dõi của sắc đế lì sao? Này Đại Vương, việc làm ấy thuộc về dòng vua như là ngài, nhưng lại thuộc về dòng dõi của Như Lai. Dòng dõi Như Lai là dòng của Phật, chư Phật quá khứ hằng lui mạng bằng cách đi khất thực. Và câu kệ số 168 là: không nên dễ vui phóng dật khi đừng chỉ bình trước cửa người ta, hãy trang nghiêm hành chánh hạnh. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở thế gian này và trong thế gian sắp tới. Và chú giải cái từ Uthite nghĩa là: với miếng cơm mà mình đứng nhận trước cửa nhà người khác. Từ nắp phá mắt chê giá nghĩa là: vị tỳ khu bỏ phong tục của hạnh khất thực, lại đi tầm cầu vật thực thượng vị, gọi là người có sự dễ vui trong cái vật thực của mình đính nhận. Nếu đi khất thực theo tuần tự thứ nớp thì gọi là không có sự dễ vui. Hành như thế gọi là không dễ vui với vật thực mà mình đón nhận. Thâm măng nghĩa là khi bỏ sự tìm kiếm bất chánh rồi. Đi khất thực tuần tự gọi là thực hành pháp, tức là sự khất thực vui mạng chân chánh. Còn cái từ xuất khăn xê tí là sự thuyết giảng rằng khi thực hành khất thực pháp được gọi là thường thực hành pháp trong bốn ngoại nghi sẽ được an lạc trong đời này và đời sau. Na tăng đúc cha đi tăng nghĩa là khi đi đến nơi phi chánh đạo như là lầu xanh vân vân, gái gọi thì gọi là hành pháp khất thực tà hạnh, chớ lên hành như thế, và hãy thực hành chánh hạnh là không hành tà pháp. Dứt kệ ngôn thì Đức Vua Suddhodana ngài chứng được quả dự lưu tu đồ vương. Và ở đây ngài cẩn đề là Đức Phật trì bình phía ngoại thành theo gương chư Phật vẫn thường hành. Phụ vương ngài thấy không hoan hỷ, bởi chấp ta dòng vua chúa sanh, pháp chấp theo tà,
kiến thế gian, độ vua đắc quả Tu Đà Hoàng. Phật bèn đứng thuyết hai bài kệ, khen pháp trị bình, chánh hạnh toàn. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, chúng ta biết là chỉ có hạnh sa môn mà chuyên trì bình khất thực, nghe theo lời Đức Phật dạy, thì mới tuyệt hảo, mới đưa đến Niết Bàn được thôi. Vì tỳ kheo mà biến nhát, không có đi khất thực, không có trì bình, thì trước sau gì cũng phạm phải cái tà mạng. Như vậy, vị tỳ kheo phải là người dễ nuôi và sống cái phạm hạnh của mình. Tức là luôn luôn phải nhớ rằng là khi người Phật tử tự nguyện người ta cho mình ăn, người ta cúng dường thì mình không cần phải đi khất thực. Nhưng khi người ta không cúng dường nữa thì mình phải tự ôm bát đi xin ăn. Và chỉ có xin ăn thì cái chánh mạng nó mới được bảo tồn. Bởi vì khi đi xin ăn thì ai cho cái gì ăn lấy, mình không có mở lời ra xin, không có tầm cầu, không có lợi dụng và không có luyến ái với những hàng tại gia cư sĩ. Và cái hạnh xin ăn của vị tỳ kheo thì nó khác với để cái người ăn mày. Người ăn mày thì họ đi xin tiền, xin bạc, họ nói. Còn vị tỳ kheo thì không như vậy. Vị tỳ kheo chỉ đi trong im lặng. Đi trong im lặng. Và nhận, chỉ là nhận những cái món vật thực mà chín rồi và có thể ăn được ngay lúc đó. Không được nhận cá, thịt sống này kia vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng ở trong chùa của chúng ta bây giờ đó là mang những cái cá thịt sống vào lấu ở trong chùa đó. Nó rất là sai với pháp của Đức Phật hàng ngày. Thì chúng ta biết là giới hạnh nó không được đảm bảo thì trí tuệ nó không có cách nào mà nó có thể có mầm mống để sanh khởi được. Chính vì vậy mà chúng ta thấy càng ngày thì giáo pháp của Đức Phật rất nhiều người học hiểu nhưng mà không thể đạt được đạo quả. Nhất là chư Tăng vì cái môi trường nó không có. Nhưng mà cư sĩ thì lại rất dễ có thể đạt được Tu Đà Hoàng nếu gặp những cái bậc mà thuyết giảng diệu pháp một cách đúng đắn. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là để có được một vị sư mà học kinh điển thông thạo cũng đã là khó rồi, nhưng mà để có được một cái tăng đoàn mà có một cái giới hạnh mà nó thật là thanh khiết đó, để chúng ta này, cái môi trường sống và những cái người Phật tử của chúng ta phải vô cùng giỏi. Người cư sĩ mà không giữ giới cho các sư thì các sư không bao giờ có thể chứng đắc được đạo quả. Vậy để chúng ta thấy được là hành chánh pháp của Đức Phật rất là khó. Hãy sống theo lỗ lực, chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Như vậy thì một vị sư mà muốn đắc được đạo quả, sợ hãi sanh tử luân hồi, thì đó, vì đó phải rất là lỗ lực ngày đêm, và phải kinh cảm cái sự sanh tử luân hồi. Và rất mau thôi thì chúng ta trải qua cái kiếp sống này. Và chúng ta chẳng thể biết được kiếp sau chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng mà giờ đây chúng ta không học diệu pháp, không có lỗ lực, thì chắc chắn một điều, tương lai kiếp sau của chúng ta là mờ mịt, là tăm tối.
Nhưng rồi thì các pháp vẫn cứ sanh ra thôi. Các pháp thì còn duyên chúng vẫn sanh ra thôi. Vẫn làm người, vẫn làm chó, làm bò, làm chư thiên, phạm thiên. Như vậy sanh ra có tốt đẹp không? Không. Chúng lại sanh ra những thứ đó mà thôi, phải không? Không có cái gì khác ngoài năm uẩn đâu, thưa quý vị. Rồi lỗ lực chớ có phóng dật, vì phóng dật là tai họa. Chính vì chúng ta thấy con người ở trên đời này phóng dật lên mấy, giết cha giết mẹ, tà hạnh, rồi là ác độc, do cái sự phóng dật đem lại. Mà vị sư hay là người con Phật phóng dật trong diệu pháp thì còn tồi tệ hơn nữa. Vì chúng ta phóng dật á, thì những cái lời nói, những cử chỉ hành động của chúng ta nói ra bằng bất thiện pháp, làm cho người cư sĩ họ tin theo những cái tà pháp thì rất là tai hại. Như vậy cái người chí phải nỗ lực tinh cần là chuyên tâm học hỏi và phát triển được chánh niệm. Hãy sống theo chánh hạnh, đời sống chánh hạnh. Để đời sống áp dụng cái con đường bát chánh đạo vào trong cái đời sống của mình. Đời sống trong giới hạnh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sống quán xét với thân, thọ, tâm, pháp. Sống với thân, khẩu, ý, chọn lành. Đó là sống với chánh hạnh. Và người chánh hạnh hưởng lạc. Như vậy, người chánh hạnh hưởng lạc ở đây không phải là cái dục lạc, mà người chánh hạnh hưởng lạc ở đây tức là hưởng được những cái quả lành, hưởng được những cái dòng thiện pháp, rồi hưởng được cái trí tuệ và hưởng được cái sự niết bàn, cái lạc tối thượng mà Đức Phật dạy trong câu kệ này. Cả đời này và đời sau. Cuộc sống của chúng ta làm người thì ai cũng chỉ, ai cũng có thiện và bất thiện. Ai cũng có thiện và bất thiện. Dù chúng ta có tu hay tu thì các cái pháp này chúng cũng lại hết thiện rồi lại bất thiện. Không thể nào chúng ta có thiện hoài, mà cũng không thể nào chúng ta có ác hoài được. Như vậy thì chúng ta sống chánh hạnh để làm cái gì? Để chúng ta thoát khỏi cái vô minh và tham ái. Để chúng ta không còn phải trở lui cái trạng thái này nữa, là cái trạng thái sanh tử. Cái trạng thái sanh tử. Sanh tử là sao? Cái gì là sanh tử? Cái thấy sanh lên rồi tử. Cái nghe sanh lên rồi tử. Ngửi, nếm, xúc chạm, cứng, mềm, cảm thọ lại sanh lên rồi tử. Và nó chỉ có những cái hình tướng này, chứ
không còn gì khác nữa thưa quý vị. Cái mà chúng ta vui thích trong đời này thì nó cũng rất vô thường. Cái gì mà đẹp đẽ nhất trên đời này người ta cho nó là đẹp thì đó chỉ là vô minh và tham ái tô vẽ lên mà thôi. Cái đẹp nhất trên đời này nếu mà không có đất, nước, lửa, gió thì chẳng có gì, chẳng có vẻ đẹp nào cả. Nhưng mà trong đất, nước, lửa, gió đó thì có mấy cái đẹp không thưa quý vị? Đa phần là những cái rất là bất tịnh và xấu. Còn cái mà đẹp đó chỉ là những cái sắc màu của những cái tứ đại, nó óng ánh một chút xíu rồi nó cũng tan biến. Tất cả những cái gì đẹp nhất nếu không có con mắt thì xe hơi, nhà lầu, người đẹp. Thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà con mắt thì không thể nào chúng ta mở ra thấy hoài được. Khoảnh khắc thấy cũng vô cùng ngắn ngủi, không ai chọn lựa được những cái đối tượng thị giác đó là đối tượng thị giác gì. Nhưng mà dầu cái đó có đẹp đến đâu chăng nữa, nó xuất hiện rồi nó biến mất, nó vô thường như vậy thì chúng ta tham chấp bám líu vào nó thì chỉ có khổ đau mà thôi. Như vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta, Ngài nói nên cái sự khổ là như vậy. Chứ thế giới này là khổ. Sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ai là khổ? Và chúng ta còn tham ái trên đời này, tham cái gì nữa thưa quý vị? Tham cái gì nữa? Bao nhiêu là chồng vợ trong kiếp quá khứ đã đâu mất rồi? Bao nhiêu con cái trong kiếp quá khứ đã đâu mất rồi? Bao nhiêu tài sản trong kiếp quá khứ đã đâu mất rồi? Bao nhiêu thân hình đẹp trai đẹp gái trong quá khứ đã đâu mất rồi? Chúng đã trở về với đất, nước, lửa, gió. Và cái thân này cũng lại là những cái yếu tố đất, nước, lửa, gió, cứng mềm, nóng lạnh nữa. Và rồi lại tiếp tục bỏ đi nữa mà thôi. Rồi đã bao nhiêu cái thấy, nghe, ngửi trên cuộc đời này, bây giờ chúng ở đâu rồi? Chúng đã hoàn toàn diệt mất. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa được hiểu. Thấy không phải là ai cả. Nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, mềm. Do chúng ta không hiểu được các cái pháp này nên chúng ta chấp chúng là tôi, là của tôi. Còn khi chúng ta thực sự hiểu chúng từng chút một, chúng ta sẽ thấy ồ, chỉ là cái cứng cái mềm, chỉ là cái nóng cái lạnh, chỉ là cái màu cái mùi, hết cái màu này lại đến cái màu khác, cái mùi này đến mùi khác của những cái tứ đại này tứ đại kia khác nhau. Chúng in dấu qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi. Tất cả những cái này nó chỉ là những cái pháp, là những cái quẩn, là những cái xứ, là những cái giới của các cái pháp hữu vi này. Chúng sanh khởi do duyên và rồi vô thường, biến hoại, đổi thay. Chúng chưa từng là ai cả. Cái thấy của ngày hôm qua chưa từng là ai cả. Cái thấy ngày hôm nay cũng vậy. Nghe, ngửi, cảm thọ, không có ai ở trong cảm thọ cả. Và có luân bao nhiêu đi chăng nữa
thì cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy năm uẩn là khổ đau. Kiếp sau không phải là tôi tạo ra được. Tôi muốn có cái thân này, tôi muốn có cha mẹ như này. Điều đó là không thể. Đó là một kiếp sau nó sanh khởi như thế nào, nó tùy thuộc vào nhân và duyên, tùy thuộc vào nghiệp. Nhưng mà nghiệp gì đi chăng nữa thì kiếp sau cái thấy lại sanh khởi, cái nghe lại sanh khởi, cái nếm lại sanh khởi, cái ngửi lại sanh khởi, cái xúc chạm cứng mềm lại sanh khởi, tham lại sanh khởi, quả lại sanh khởi, nghiệp lại sanh khởi, phiền não lại sanh khởi. Không có một ai ở đời hết. Nhưng mà khoảnh khắc này không được hiểu thì kiếp sau lại vô minh và tham ái. Như vậy thì tại sao các pháp đang ở đây không có sự hiểu biết để có thể làm nền tảng để chấm dứt ngay trong cuộc sống này? Chẳng ai giác ngộ ngoài cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày được cả. Vì sao vậy? Vì ngoài những thứ này thì chỉ là khái niệm. Vậy hàng ngày mắt nó đang vô thường, làm sao mà chúng ta lại, chúng ta vẫn nghĩ là nó thường. Tôi có con mắt đây mà, con mắt tôi vẫn đây, sao lại nói là vô thường? Không. Khi nào bạn thấy được cái thấy và bạn thấy được cái đối tượng thị giác nó khác nhau hoàn toàn thì bạn mới thấy mắt là vô thường. Mắt ở đây tức là sắc nghiệp này nó thay đổi liên tục, và cái tâm quả này nó thay đổi liên tục do nghiệp nó tạo ra và cái đối tượng thị giác này. Tai, mũi, lưỡi, thân ý. Như vậy là chúng ta là một cái dòng trôi chảy của năm uẩn. Liên tục cứ năm uẩn này diệt đi và năm uẩn khác này sinh ra, và năm uẩn này diệt đi, năm uẩn khác này sinh ra. Khi còn vô minh thì là như vậy mà thôi. Như vậy thì năm uẩn trước đó là xa lạ, năm uẩn này cũng không phải là ai cả. Và khoảnh khắc sau nữa lại tiếp tục năm uẩn. Năm uẩn của mắt, năm uẩn của tai, năm uẩn của mũi, năm uẩn của lưỡi, năm uẩn của thân, năm uẩn của ý. Và không có năm uẩn nào là mình, là tôi, là của tôi cả. Khi mà chúng ta khéo nỗ lực, không có phóng dật, chúng ta sẽ nhận diện được chất pháp. Và khi chúng ta nhận diện được đa pháp là thật rồi thì chúng ta mới sống theo chánh pháp được. Và cái người sống với chánh pháp được thì mới hưởng được cái sự an lạc. Vì chánh niệm là sự an lạc. Vì sao vậy? Vì chánh niệm nó không có suy nghĩ. Và chúng ta biết là suy nghĩ nó làm cho chúng ta đau khổ. Suy nghĩ thì đúng đa phần là chúng ta thấy suy nghĩ về bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lượng mà suy nghĩ của chúng ta trong đầu nó gấp hàng tỷ lần cái lời nói của chúng ta, phải không ạ? Nếu mà cái suy nghĩ nào nó cũng phát ra lời nói thì cái thế giới này nó rất là ồn ào, nó rất là kinh khủng, phải không? Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định được. Như vậy thì chúng ta phải nỗ lực chớ có phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Sống theo chánh hạnh ở đây tức là nhà sư thì sống theo những lời Đức Phật dạy, người cư sĩ sống với năm giới và sống với cái sự phát triển tâm trí, phát triển con đường tứ niệm xứ thì sẽ được an lạc cả đời này đời sau. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Giới Thích cùng tứ đại thiên vương,
các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, Đông Vương, Càng Thất Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, quý cô tu nữ, mong cho tất quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước lành này có nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Vì chỉ có diệu pháp của Đức Thế Tôn mới đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Con nguyện thành tựu đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của ngài. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Dạ, con kính dâng mít đến thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rum chúng con. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha anupavane sada sati bhavantu te bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anupavane sada sati bhavantu te bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha anupavane sada sati bhavantu te. Tất cả vân vân con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú làm thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào đông chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba văn tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su hi ta pa văn